Tối qua ngày 9 tháng 7 trên địa bàn xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba cháu nhỏ bị tử vong. Vào khoảng 19 giờ tối ngày 9 tháng 7, trên đoạn đường liên xã Cẩm Huy, Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi ba cháu bé sinh năm 2006 và 2015 chở nhau trên xe đạp điện đang trên đường từ xã Cẩm Huy về xã Cẩm Yên thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 30E41382 do Bùi Thanh Trung sinh năm 1986 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển. Tai nạn khiến tất cả ba cháu bé tử vong. Lái xe sau đó đã đến trình báo tại cơ quan công an. Ngay trong sáng nay 10 tháng 7, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đến thắp hương thăm hỏi đồng viên gia đình ba cháu nhỏ bị tử vong.